thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp treo ta bơi ai đâm đâm ai pha nuôi cho hồ nước đây là mặt gương soi non xanh mà nước biếc ôi à quan nhàn mái chèo là quan nhàn mái chèo ôi à nhìn bóng chiều trời một dòng nghiêng soi nghe tiếng rừng nghe tiếng suối xuân sang mái chèo nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên mái ôi à cá nặng lưới đời là cá chèo ta bơi ai đâm đâm ai va nuôi cho hồ nước đây là mặt gương soi non xanh mà nước biếc ôi à qua nhàn mái chèo là qua nhàn mái chèo ôi à nhìn bóng chiều in ngân nữa ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi nghe tiếng rừng nghe tiếng suối xôn xao mái chèo nhịp đời sinh sôi thuyền về Trưởng Quốc, Minh Thư và Mai Phương. Wow. Trời, nổi da gà. Thật sự em giống với chị Như luôn á. Nổi hết da gà. Đúng với tinh thần là vòng hòa thanh. Chị Như ơi, sẵn tiện mình tiếp tục luôn đi ạ. Cảm xúc của chị và anh Duy. Trời ơi, anh Duy, anh nói đi. Anh nói đi rồi em nói. Rất là hòa Minzy. Yeah. Thật sự bé bên này là con tên gì nè? Minh Thư. Minh Thư, con hát giống mình. Như hòa Minzy hồi trước cô biết. Chính xác. Hát à. Rồi cái cô này là hòa Minzy bây giờ nè. Cô này Mai Phương. Thì từ từ lại, nhẹ nhàng lại. Có nghĩa là hòa Minzy ở đâu đó. Cô Hòa đã chọn cho tụi con một cái bài hát rất là hợp với cá tính và chất giọng. Và đặc biệt hơn nữa là tụi con
rất là thoải mái ở trên sân khấu. Tức là tụi con không xem sân khấu như là nơi mà mình đang đi thi, mà là cái cách mà tụi con đang tụi làm á. Tụi con đang biểu diễn, tụi con giao lưu rất là thoải mái. Hát đi, hát đi. Cùng qua giọng nè. Cô cảm nhận được cái điều đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, cái khúc mà hai đứa đang hát hát ở ngoài, tới khúc mà đoàn giọng mà Ôi á nha. 2 3. Ôi á. Là tụi biết say vô nhìn nhau. Yeah. Rất là dễ thương. Cái lửa tụi con nó tự nhiên lắm. Cái tự tin của các con rất là ngây thơ, rất là đáng yêu. Và cô vẫn cảm thấy yêu các con rất nhiều. Chúc mừng các con. Yeah, xin được cảm ơn chị Khả Như và anh Thanh Duy. Còn anh Trung và Diệu Nhi sao ạ? Về phần hát thì riêng bài hát này mà con đã vào tay của công Hoàng Minh Duy thì không còn gì phải nói rồi. Vào vai. Rất vào việc ạ. Đúng ngay chất của cô Hòa. Về phần diễn, từng người diễn rất là tốt. Nhưng có một chỗ như thế này, khi mình đã hát nhóm với nhau thì khi mình diễn mình phải cân sức với nhau. Mình diễn quá trời diễn mà hai bạn kia làm nhẹ hơn mình thì cảm giác là mình đang bị bung quá. Mình chỉ được bung lụa khi câu solo của mình đã hòa thanh và phải hòa luôn cái cách diễn mới được. Còn cô Diệu Nhi sao? Bây giờ ngồi cười không luôn á. Em tính nói cái ý về biểu diễn, nhưng mà anh Trung cũng đã nói luôn rồi. Tất nhiên ai cũng có một cái cá tính, một cái cảm thụ âm nhạc khác nhau hết. Nhưng mà chỉ khi con đứng một mình thôi, giống như chú Trung nói tới câu hát của con thì con có thể thoải mái, con feel theo kiểu của con. Nhưng mà khi mà những cái câu hát chung, những cái sự diễn xuất của hai bạn á, thì nhìn hai bạn còn lại cái màu giống nhau nhưng con lại cái màu khác nhau. Nhưng mà không sao hết, cái này là kinh nghiệm của mình thôi. Lần đầu tiên tụi con hát chung một nhóm như vậy mà, cho nên rút kinh nghiệm từ từ. Và bây giờ sau khi lắng nghe hết nhận xét của hai cặp huấn luyện viên còn lại rồi, xin mời nhà mình nè, Hòa Minzy và Huỳnh Lập, xin mời. Hai nhà bên kia cũng đã góp ý hết rồi, khen thì cũng là khen hết rồi, cũng đã góp ý rồi, thì chú rất là đồng lòng với những gì mà chú Trung đã góp ý cho tụi con. Chú nói tụi con có một ý là ngày hôm nay đó chính là chìa khóa giúp cho tụi con chiến thắng, đó gì, đó là sự truyền lửa cho nhau, rõ ràng là như vậy. Chú thật sự rất phục tụi con, là bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian để ráp sân khấu, chú góp ý và chú thị phạm, chú cho tất con hãy nhìn vào mắt của nhau để thấy được những cái gì, những cái tình cảm của nhau trong cái bài hát đó, thì tự khán giả sẽ thấy tình cảm của con dành cho nhau và dành cho khán giả. Và đó chính là cái bí quyết mà ngày hôm nay tụi con đã đạt được thành công trên sân khấu này. Cảm ơn Huỳnh Lập. Còn Hòa Minzy, về giọng hát của các bạn nhỏ tối hôm nay thì sao? Các con biểu diễn như thế là em đã cảm thấy là tốt ở cái là các con biết giao lưu với nhau và làm thế nào để hát, để hiểu ý nhau và ngắt nhịp đúng câu, đúng chỗ. Ngày đầu tiên mà tập với các con á, là chỉ có Minh Thư là khiến em yên tâm nhất. Còn lại thì Mai Phương và Trần Quốc là hai bạn không dám hát. Không dám bứt phá lên, không dám lên nốt cao, không dám luyến, không dám làm gì hết. Bởi vì là sợ là lên bị oét, bị vỡ giọng. Em chỉ động viên các con là làm, cố lên, con thử làm xem có được không nào. Cuối cùng là làm, cuối cùng là được. Ngày hôm nay giống như anh có thể để ý lại cái đoạn mà Trần Quốc hát thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi. Cái câu mà Mai Phương núi à núi, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, nhìn bóng chiều. Là Mai Phương chưa bao giờ làm đến cái nốt đấy cả. Wow. Nhưng ngày hôm nay con đã dám làm rồi, thì em muốn tất cả mọi người dành tặng cho các con những tràng pháo tay về sự cố gắng, nỗ lực và bứt phá bản thân mình. Mai Phương là có thể làm tốt hơn, cao hơn rất là nhiều. Nhưng khi mà Mai Phương hát cùng với hai bạn đã không hát cái tông đó nữa, mà Mai Phương hát cái tông giống như các bạn để có thể hát cùng các bạn và tạo ra một tiết mục xuất sắc hơn. Trần Quốc thì cái câu mà bè lên cao anh có nhớ không ạ? Nhớ. Mới đầu Trần Quốc không làm được bởi vì con không có hơi để hát. Nhưng mà em đã dạy Trần Quốc cái cách mà để con có thể giữ hơi và có thể lên được nốt cao thì phải chăm chỉ như thế nào, thì ngày hôm nay con mới lên được đúng cái cao độ như thế. Cô cảm ơn, chúc mừng tất cả các con đã hoàn thành rất tốt tiết mục này. Cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Minzy và Huỳnh Lập đã giúp cho ba bạn nhỏ có một cái cơ hội được tỏa sáng và cháy hết mình với đam mê của mình trên sân khấu. Một lần nữa, một tràng pháo tay chúc mừng cho ba bạn nhỏ của chúng ta với cặp đôi huấn luyện viên Hoàng Minzy và Huỳnh Lập. Cảm ơn anh Minh Vy và ban nhạc rất nhiều đã sửa và bản phối cho đội em để đội em có thể có một tiết mục sôi động đến thế ạ. Dạ vâng, xin được chúc mừng và cảm ơn tụi con. Mời tụi con vào trong nha. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ sẽ là một không gian rất là tình cảm, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc nói về tình mẫu tử. Các khúc này sẽ được trình bày bởi các bạn chiến binh nhí rất tài năng. Xin mời tất cả quý vị. Trời ơi, sao giờ này hai đứa còn ngủ nữa? Hương dậy, Thảo dậy, Hương.
rồi đó hả? Chờ chị hai đi chợ về, chắc đói lắm đúng không em? Dạ. Giờ chờ chút xíu, chị dọn cơm cho hai em ăn nha. Chị hai ơi, nghe giọng của chị hai nói em nhớ mẹ quá à. Chị hai ơi, chừng nào mẹ mới về với chị em mình vậy chị hai? Con còn trong nỗi, cha bỏ con bơ vơ đi theo người. Cậu đêm về cứu mang gì thương cháu, khắc sửa bố tay mồ côi lúc chào đời. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi, sao nhẫn tâm mở cho người. Ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn, thầm hiu một mình lay lớn giữa giờ đời. Phố xa cha nào có một lần. Con gái nhớ mẹ về đây. Chị hai ở đây rồi. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi, sao nhẫn tâm mở đêm con cho người. Ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn,
Vậy là cuối cùng mẹ không có về nữa chị hai. Tuổi thân con khóc nhớ mẹ ly mồ. Một tràng hô tay cho Nguyễn Thị Hương, Ngọc Thảo và Tiểu Bình. Bây giờ tụi con bình tĩnh lại nhé và lắng nghe cảm giác của tất cả huấn luyện viên phía dưới. Xin mời cô Diệu Nhi. Cô Diệu Nhi nghe bài này rất là cảm xúc luôn á. Mà cô thấy ba tụi con hát bài này càng đến gần cuối giống như tụi con giống như là muốn khóc gì đó đúng không? Nhất là con gái bên đây nè. Phải không con? Con giống như là cũng muốn khóc. Cô Diệu Nhi thấy mắt con đỏ trước khi mà đưa lên hát câu cuối cùng á. Tụi con hát cảm xúc như vậy á thì làm cho người nghe cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô không muốn chương trình của mình á là bị buồn cho nên cô nhận xét rất là vui vẻ. Mặc dù nội tâm cô đang rất cảm xúc. Trời. Ủa sao vậy? Cái tiếng trời của ai vậy? Anh chụp. Okay. Em có nghe rõ là anh vỗ đùi đen đét gì hợp ý. Tại vì trời. Em nói hay quá Nhi. Trời không phải nói là mọi người. Cái hay bài quá. Hát nó hay, nó rất là xúc động. Nhưng mà em nhận xét em sợ các con. Em muốn các con phải vui vẻ bớt hồi hộp đi. Cho nên cái phần nhận xét nó ngược cái nội tâm em bên trong thôi. Còn ai nói. Thực ra là bài hát này rất là xúc động. Nhưng chỉ có một chi tiết mà nó bẻ gãy cái sự xúc động của cô với không chú. Không biết mọi người có nhìn thấy không. Nhưng mà có một chi tiết làm cho Như cái với Duy bị thoát khỏi mà cái bài cái hát câu luôn. Cao độ nhất luôn. Đó là cái câu mà phương xa cha nào có hay á. Chưa. Như lên đó đi em. Rồi. Bây giờ cái bài học của em đó là xử lý đạo cụ trên sân khấu đúng không? Bé đang ngồi đây. Đúng. Cái vỏ đằng trước, cái chân nó. Rồi cái nó hát tới cái câu phương xa cha nào. Rồi hai, anh Duy hát nha. Hai và phương xa cha nào có hay. Phương xa cha nào có hay. Cô có thấy điều đó nhưng mà cô không có để ý. Tại vì cô đang tập trung vô cái giọng hát của con. Cho nên cô Như thấy cái đó mắc cười là có một mình cô Như mắc cười à. Không, chú Duy mắc cười. Chú Duy mắc cười nữa. Nhi ơi em có vấn đề gì nhưng vậy? Nhưng cái đó là trời. Con ơi, khi mà cô chú nói với cái điều đó là mình phải xử lý cả những cái đạo cụ trên sân khấu của mình. Tại vì chỉ những cái chi tiết nhỏ như vậy thôi có thể làm cho khán giả họ bị đi ra khỏi cái tâm lý mà tụi con đang muốn khán giả tới. Tụi con hát bài này là con đang muốn khán giả cũng phải buồn theo con. Đúng rồi. Nhưng tự nhiên tới cái đoạn đó tự nhiên con dấp cái vỏ con đạp cái vỏ đi con qua ơi, luôn. Con không thể nào mà trong cái nỗi buồn của con đạp qua mọi thứ như vậy được con. Đúng. À. Đúng rồi. Đó. Nên cái này cô Như muốn chia sẻ với con vui như vậy thôi nhưng mà ý cô là đó, trong lúc mình hát á cái diễn xuất của mình người ta để ý hết, do đó cái mọi cái hành động của con sẽ phải để cho người ta nhìn thấy đó là nét diễn của mình. Huống chi là con đang dựng hoạt cảnh trong lúc hát, trong cái nét buồn của mình cũng phải có hát sao mà diễn giải sao cho người ta cảm thấy thương cái nhân vật đó và cuốn hút mình. Cô nghĩ là lần sau nếu mà có biểu diễn thì tụi con sẽ có một cái cách diễn khác hơn. Cái này chắc phải nhờ đội của Hòa với Lại Lập. Đó là diễn xuất, còn về phần hát rất hay. Cảm ơn chú. Tất cả mọi người á thì không có biết trước được rằng là bé sẽ làm gì em đây. Cứ hồi hộp luôn nè. Sao con né ra. Hên quá nó đạp có một góc thôi, không đạp hết nguyên một bị. Không vì nó mà bé bị rớt tâm lý, không đúng. Sao. Chú Hồ Bị Trung thì sao ạ? Riêng bài hát này thì theo Hồ Bị Trung thấy là hai bạn ngoài bìa hát có lẽ hợp hơn là Tiểu Bình. Chú nghe nói bài hát này mà tại sao có những lúc con hát gió. Phương xa cha nào có ai mà chiều nay con vô mẹ nơi này. Hát gió những bài này nó sẽ mất gốc tình cảm. Trong cái dòng nhạc này á, nó có những cái câu xử lý mà rất là dễ bị cưỡng âm. Ví dụ như là sao nhẫn tâm là nhấn không à. Đúng là sao nhẫn tâm cha bỏ con là phải hát rõ cái từ đó ra. Chứ không là người ta sẽ nghe cha bỏ con. Cha bỏ con. Bỏ không à. Cha bỏ nha, cha nhấn nghe nó kỳ lắm. Nha, là hai cái động tác khác nhau liền. Nên tụi con phải xử lý chỗ đó phải rõ ra chút xíu để nghe đúng cái chữ đó. Rồi còn tất cả mọi thứ thì nãy giờ mọi người thấy đó hay. Tổng thể thì bài hát này rất là hay. Ok, cảm ơn được con. Cảm ơn cô chú. Mời cô Hòa Minzy. Xin được nói về phần diễn xuất của các con. Cái này thì phải trách bọn em. Là bởi vì ngày hôm qua thực sự lúc mà mình dàn dựng cho con để con cầm cái túi đấy đi vào bên trong là không có dạy con là sau khi cầm xong là để ở đâu. Khi mà con để ở phía trước là em cũng rất lo lắng. Lúc đấy em để ý luôn là chết rồi con sẽ bước qua như nào. Thì may sao mà con cũng không gọi là đá nó ra mà dẫm nó lên một cách nhẹ nhàng như thế. Thì tất là mình xem nó cũng đỡ hơn. Con làm được như thế nhưng
Tiểu Bình lại bị phân tâm ở câu hát, cho nên cái đoạn điệp khúc mà con hát hoàn toàn đoạn đấy là không tốt. Ngày hôm nay cô dành lời khen cho thứ nhất cho bạn Thảo là con hát rất là hay và tròn trịa tất cả những gì mà cô Hòa dạy con, cũng như là những cái gì mà con đã tập với cô Hòa. Những cái nốt anh nói rất là đúng, thì cả hai bạn đều tập, nhưng mà Tiểu Bình chuyên về những dòng nhạc bolero mà giọng về miền Bắc nhiều hơn. Cho nên là đây là con học cái cách hát của giọng miền Tây, nên là đây là một thử thách. Cái lúc mà anh nói là Tiểu Bình lên bằng hoàn toàn bằng giọng gió ấy, là bởi vì con không thể lên bằng giọng thật. À. Lên được cái giọng gió đấy là đã tốt lắm rồi, và đã hòa hợp được các bạn lắm rồi. Thế còn bạn Hương ngày hôm nay thì cô Hà đã dặn rồi, là giống như Hương hôm nay là hơi bị có nhiều câu đến cái phần của mình ấy, chưa biết kiềm chế lại ấy, đâm ra nó hơi bị cứng ấy. Nên là rất là mong là mọi người hiểu cho, và mong là đây cũng là một cái kinh nghiệm vừa diễn xuất vừa hát. Cố lên và hãy bằng lòng và hài lòng với tất cả những gì mà các con đã thể hiện, vì các con đã cố gắng rất là nhiều rồi nha. Chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Thật sự chú rất là phục tụi con, vì tụi con rất là bản lĩnh. Lần đầu tiên ba bé được diễn xuất trên một sân khấu lớn, lần đầu tiên luôn. Và rõ ràng các bé đã làm rất an toàn và đúng với những gì mà chú dặn. Từ những ánh mắt, từ những bước đi vô cùng chậm rãi, chú dặn các con những cái gì mà tụi con di chuyển trên sân khấu đều có ý nghĩa của nó, đúng không? Và rõ ràng nhờ cái tiểu phẩm này mà tụi con đã có được cảm xúc rất là dạt dào cho bài hát này. Và đây chính là một cái thành công rất là lớn trong cái phần thi của tụi con ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con. Đấy, thật sự phải nói là các bạn nhỏ như những tờ giấy trắng vậy đó. Bởi vì là đến với một cái sân khấu này, tuy rằng là các bạn ấy được bố mẹ và những người thương yêu mình ở nhà dạy dỗ rồi, nhưng lên sân khấu này sẽ là những bài học về nghệ thuật mới. Tụi con hả? Chúc cho tụi con sẽ may mắn và thành công hơn nữa nhé. Một tràng hốt tay cho ba bạn nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau được trở về miền quê đầy mộc mạc thông qua hai giọng hát rất là nội lực. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiết mục Ôi quê tôi. Oh.
dâu câu liếc vào mỏ đá mãi tuổi thơ tôi sắc mò. Ánh mắt em lung lay sóng rượu bê giọt đầy trong tranh thân em. Trâm Anh cùng với Viết Học. Một tràng hoa tay cho guitar Vĩnh Tâm cùng với ban nhạc Duệ Hùng. Và bây giờ xin mời ý kiến nhận xét của các cặp đôi huấn luyện viên. Xin mời anh Thanh Duy và chị Khả Như ạ. Đầu tiên chắc Như phải khen về phần biểu diễn của các con. Và cũng với cái sự hỗ trợ của anh Vĩnh Tâm nên trên sân khấu nhìn hai con chất lắm. Cái bài hát này nó có một cái phần nó nhìn nó mới hơn. Với cái trang phục này cô cũng có lời khen luôn. Tại vì nhìn nó có cái gì đó nó vừa hiện đại mà nó vừa truyền thống. Nó giống như bài hát của tụi con vậy đó. Ở giọng hát thì chắc phải nhờ chú Duy thôi. Còn về thần thái của tụi con thì cô cảm thấy được cái sự tự tin. Và cô tin chắc rằng cái lúc mà tụi con tập á, là cô Hòa đã truyền được rất là nhiều lửa cho tụi con. Nên tụi con mới có được cái thần thái tự tin mà cô thấy được thấp thoáng đâu đó có Hoài Minh Di trong đó. Và cả Huỳnh Lập nữa đó, cái sự giao lưu của tụi con làm cho cô cảm thấy rất là vừa phải. Khuấy động á, là phải động đậy trên sân khấu, không phải khuấy động có nghĩa là dùng nhiệt của mình để đốt cháy sân khấu và dùng nhiệt của mình để truyền tải cho mọi người. Và các con đã làm được điều đó. Chúc mừng hai con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Phải rất là đáng khen ở chỗ là tụi con rất là nhạy bén. Tụi con rất là nhạy trong cái sự cảm nhạc tụi con có. Tụi con có khả năng, tụi con có năng lực đó. Chỉ cần là những người có cùng nhịp đập về âm nhạc họ gặp nhau là họ không cần phải làm gì nhiều cả. Họ chỉ cần có thể nói, chia sẻ và truyền lửa tụi con. Và cảm ơn tụi con đã mang tới một tiết mục rất là hay. Cảm ơn con nhiều. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Còn đối với anh Trung và Diệu Nhi thì sao ạ? Xin mời. Bài hát này hai đứa con hát chứ cảm giác là đã thể hiện hết tất cả những gì tụi con có. Lúc đầu thì cô Hòa rất là thông minh, rất là hay. Nửa bài sau lên tông cho tụi con để tụi con có thể phát huy hơn cái giọng hát của mình, có thể đẩy lên tới ốc luôn. Đứng một chỗ hát mà vẽ cho người ta thấy tất cả một cái bức tranh trên sân khấu luôn. Một cái quê hương hiện ra rõ ràng luôn. Rất là thích cách thể hiện của tụi con. Lúc nào cần sâu lắng thì rất sâu lắng. Nhưng mà hát hay là từ cái cổ họng của mình. Nhưng mà để tình cảm thì phát từ trái tim. Tụi con có cái điều đó. Nên tụi con hát bài hát này nghe rất xuất sắc. Wow. Chúc mừng tụi con. Xuất sắc. Nhẹ thôi nhưng mà nghe nó sướng quá à. Còn cô Diệu Nhi thì sao ạ? Thật sự luôn á, hai đứa nhìn giống như là đã thân quen và đi biểu diễn với nhau rất là nhiều luôn á. Cô là khán giả, cô xem cô thấy hai tụi con thoải mái lắm. Mà đặc biệt rất là hút. Chúc mừng hai tụi con. Cảm ơn cô ạ. Kinh điển hay gì hả? Thật sự luôn, rất thật sự. Chị biết vì sao mà diễn ăn ý vậy không? Sao vậy ạ? Trời ơi, ông này đến nhà bà này tập. À. Đến tập xong được về tập với nhau được một hôm cái thì nhận làm con rể người ta luôn. Ôi trời. Ồ. Bạn
bạn Trâm Anh thì là ngay lần đầu tiên là con hát y chang ca sĩ mà con nghe ở trên mạng. Con hát không có sai một chút nào hết. Thế là cô Hòa cùng với con là chỉnh từng câu, từng chữ một. Và đến bây giờ khi mà con làm được như thế này là cô Hòa rất hãnh diện vì đã có một học trò mà mình dạy cái gì làm được cái đấy. Đấy là một cái điều hạnh phúc của tất cả các huấn luyện viên ngồi ở đây. Thêm nữa là học con hát tốt và cái thẩm âm trong cái bài hát của con rất là tốt. Con hát, sau đó con nghỉ để đến cái câu sau rất là tốt. Em đi tập với các con là em ghi âm từng cái, gọi là cái nhịp ngân ra bao nhiêu, nghỉ như thế nào, về nhà học y chang như thế. Đến ngày hôm nay các con làm không sai bất cứ một cái gì em dạy. Em rất hạnh diện với hai con. Cảm ơn Hòa Minh Di. Chú không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà chú cảm giác rất là hạnh diện khi mà tụi con đã có thể làm tốt hết tất cả những gì mà chú với lại cô Hòa gửi gắm vào trong đó. Bên cạnh đó là tụi con thiếu một chút xíu về cái kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Có nghĩa rằng là khi mà tụi con bên đây hát, bạn bên kia giống như là thả lỏng mà buông xuôi luôn á. Có nghĩa là sẽ nhớ đến cái câu của mình rồi mình mới hát. Nhưng mà khi mà mình làm việc tâm lý lại á, khi bạn bên kia hát, mình bên đây mình feel theo, mình nghe theo nhịp nhạc, mình tưởng tượng hết tất cả những cái câu ca tiếng hát đó bằng hình ảnh trong đầu của mình. Cho đến khi tới mình sẽ bắt đầu vẽ tiếp những cái hình ảnh đó bằng những cái lời hát của mình. Thì tự nhiên tất cả mọi người sẽ cùng nhìn thấy hai con đang cùng hát một bài nhạc. Chứ chúng ta không hát một cách riêng lẻ nữa. Thì chúng ta sẽ tròn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn nha các con nha. Đó là một kinh nghiệm chú góp ý cho các con. Chúc mừng các con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn các cặp huấn luyện viên rất là nhiều. Và Minh Dù tin chắc rằng là không chỉ là các bạn nhỏ khi đến với sân khấu này mới được học những bài học này, mà tất cả các bạn nhỏ khác đang ngồi xem TV ở nhà cũng có đam mê âm nhạc, cũng sẽ học được rất là nhiều thứ. Và một lần nữa chúc mừng cho tiết mục Ôi Quê Tôi của tụi con ngày hôm nay. Và ca khúc Hà Tĩnh Quê Mình sẽ được thể hiện ngay trên sân khấu với sự thiện của các bạn nhỏ đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minh Di và Huỳnh Lập. Xin mời. Ơi Hà Tĩnh qua nắng lửa mưa
cho Hoài Ngân và Hoài Thương. Xin mời cảm xúc của anh Thanh Duy và chị Khả Như trước đi ạ. Chú thấy bài này hơi quá sức với tụi con, xin lỗi Hòa. Thực sự là anh nghe bài này anh thấy tụi con, tức là ở vòng loại tụi con đã hát một bài hát hay, chú rất là thích. Ở vòng này thì khi mà tụi con hát cái bài vừa rồi á, chú cảm nhận được là tụi con đang cố tỏ ra là mình hát ngọt ngào, mềm mại và sử dụng nhiều kỹ thuật. Nhưng mà vô tình cái điều đó làm cho là cái tình cảm của cái bài hát nó không còn nữa. Tại vì những cái bài hát mà người ta nghe, người ta cần phải có cái sự liên tưởng về cái không gian mà cái bài hát mang tới. Hồi nãy chú có cảm giác là tụi con hơi trả bài. Tụi con hát là tụi con hát để như thế nào để cho đúng cái nốt đó, đúng cái cao độ đó, những cái luyến lấy, những cái lẫy lẫy của tụi con là phải đúng cái chỗ đó, là phải như vậy. Thì chú lại cảm giác là nó không có sự tình cảm. Chú xin lỗi là chú nói nó hơi thẳng, nhưng mà đó là những gì mà thực sự chú đang cảm nhận. Và chú hy vọng là tụi con hát cái dòng nhạc này thì con nhớ là ngoài cái việc là mình phải hát đúng cao độ, hát thật là mượt mà và ngọt ngào, thì quan trọng hơn là mình phải có tình cảm ở trong cái bài hát đó nha con nha. Thật sự thì cảm ơn anh Duy. Nói chung là Hòa như thế này như lại cũng giống anh Duy, nhưng mà như lại binh vực thí sinh hơn một tí. Đó là thật sự thì cái bài hát này nó là một cái bài khó với tụi con. Và nhưng mà cô nghĩ là khi mà cô Hòa Minh Di đã chọn cho tụi con thì chắc chắn tụi con phải hát được cô Hòa Minh Di mới chọn. Cô thì cô chỉ nhìn xem cái phần trình diễn của các con thì cô cảm thấy đây là hai thiếu nữ tóc rất đẹp, tóc dài đẹp ơi là đẹp, nhìn rất là mượt mà, rất là dễ thương. Và tụi con có cái chất dịu dàng đáng yêu đó của những người mà trình diễn ca khúc thể loại như thế này. Và cô nghĩ rằng nếu như vào vòng sau các con trau dồi hơn nữa, và với cái khả năng hát của tụi con cộng với cái khả năng của cô Hòa Minh Di thì chắc chắn phải thành công thôi. Bởi vì thật sự đây là một bài hát khó mà con đã hát được như vậy. Thật sự cô rất là lo ở những cái nốt cao, những cái nốt giả thanh của tụi con, làm cô sợ. Nhưng mà tụi con hát vẫn tròn trịa, có nghĩa là tụi con có bản lĩnh để làm điều đó. Và chắc chắn tụi con sẽ làm được. Cộng với cái sự sáng sủa và đẹp đẽ của mình thì chắc chắn sẽ làm cho khán giả thích thôi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô ạ. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khả Như. Còn anh Hồ Việt Trung thì sao ạ? Xin mời anh. Riêng về cái dòng nhạc trữ tình quê hương này á, quan trọng ở đây á là những cái nốt nhạc mà tụi con hát lên gió đó. Thực sự là có những chỗ chú không nghe được con hát cái gì. Không có rõ đúng không? Không rõ, chú không nghe được con hát cái gì. Mà hai người cùng hát vô nữa thì càng không nghe rõ luôn. Nó cứ... Những cái góp ý của chú Hồ Việt Trung là như thế đó. Quan trọng là cái bài hát này chỉ cần mình thả hồn tình cảm vào thôi. Nhưng có lẽ là chú nghĩ là tụi con bị tâm lý, giống như là chú Thanh Duy nói là cái bài hát này bị quá sức cho tụi con, nên tụi con muốn thể hiện cái chất giọng hơn là muốn thể hiện cái tình cảm trong bài hát này. Đúng. Nhưng bài hát này là một bài cần thể hiện tình cảm nhiều hơn, không cần phải xử lý gì nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng bay bổng là được rồi. Về phần em thì em chỉ thấy là do đó hai con quá căng thẳng anh à, mà những cái bài hát này thấy khó hát chứ bộ, mà nhiều khi không phải là bài tủ của hai con nữa, mà không phải bài tủ mình có một cái sự hồi hộp chết rồi, cái này hát sao, là hát vậy có đúng chưa ta, nó có nhiều cái suy nghĩ trong đầu lắm, cho nên một phần là hai con căng thẳng đó. Không sao đâu, nhưng mà thấy như vậy là tốt lắm rồi. Một bài hát khó mà cái phong cách trình diễn hai con rất là tự tin. Những cái gì kinh nghiệm mà chú Duy và chú Trung chia sẻ là tụi con sẽ rút kinh nghiệm thôi. Không cần nói chuyện. Lý do mà em để cho các con hát cùng nhau cái đoạn gió đấy là bởi vì khi một mình các con hát giọng gió đấy rất mỏng. Cái bài hôm thi đầu tiên em đã thấy là các con hoàn toàn sử dụng giọng gió hết trong tất cả các giọng hát của mình. Nên là ngày em mới gặp các con và mới dạy cho các con thêm về cái việc là chúng ta hát thể loại này, nếu mà các con cứ hát gió mãi như thế thì khán giả sẽ không nghe được bất cứ một cái lời gì cả. Và người nghe nó cứ bị
ở bên trên mãi mà người ta không có cảm nhận được cái tình cảm đấy. Ngày hôm qua thì các con còn hát là vẫn còn bị phô nè và vẫn còn chưa được đúng cái giai điệu. Nhưng ngày hôm nay thì Hoài Ngân đã hát rất là đúng những gì mà em đã dạy. Em rất là hy vọng các anh chị và tất cả quý vị khán giả có thể hiểu được là đây là một thể loại âm nhạc rất khó. Và nếu không phải là những người có sẵn một cái khả năng với dòng nhạc này như hai con thì sẽ không thể hát được. Chỉ dám động viên các con là tình cảm hơn, ngọt ngào hơn và hát thay đổi cái cách hát của mình đi. Đừng hát giọng gió mãi. Còn lại tất cả mọi thứ về việc chọn bài hát khó ngày hôm nay thì đó là do lỗi của em. Nhưng mà so với tất cả những gì mà các con đã tập với em trước khi mà lên sân khấu ngày hôm nay thì đây là một sự thành công đối với em và với các con. Thực ra anh muốn nói một ít thôi. Hòa ơi, thực ra là cái cách mà Hòa đang huấn luyện á rất là giống cái cách mà anh đang huấn luyện các bé. Cách mà em chọn bài rồi cái cách mà em đưa bài cho các bé xem là các bé có thích hay không. Vâng. Quan trọng nhất là tụi con phải thích. Các bé phải thích và tự các bé thấy các bé là có thể làm được hay không. Và bản thân mình là huấn luyện viên thì mình sẽ đưa ra những cái lời khuyên để cho các bé biến chuyển theo cái sự hướng dẫn của mình. Anh có cảm giác em có buồn ở trong đó, nhưng mà thực ra là cuộc sống của mình mà sẽ có những lúc mà mình làm sai. Yeah. Và sẽ có những lúc mà mình cần phải thấy cái sai đó và mình đứng dậy để mà mình cho một cái gì đó nó tương lai nó tốt đẹp hơn, nó tươi mới hơn. Em cũng muốn hỏi hai con ý, cô chỉ hỏi đúng một câu thôi, là không biết cả hai con có thích bài hát này không? Dạ con thích ạ. Con cũng thích ạ. Đó. Vậy được rồi. Vậy được rồi. Không, thực sự là bài hát này là một hát rất là khó, tụi con đừng có buồn. Tại vì chú biết là cũng rất nhiều người mà đưa bài hát này cũng khổ sở lắm. Trong đó có chú. Chú nữa. Thật ra trên đời này có rất là nhiều cái khó. Nhưng mà không phải vì nó khó mà chúng ta không làm được. Chúng ta còn phải thử sức. Giống như ngày hôm nay hoặc là những bé khác có thể mắc những cái lỗi lầm này, những lỗi lầm kia. Và từ những cái đó, những cô chú ngồi ở đây thấy những cái điều đó và góp ý cho tụi con. Còn nếu như tụi con nằm ở mức an toàn quá mức thì tụi con sẽ không có những bài học kinh nghiệm. Tụi con đã có một sự trải nghiệm vô cùng chân thực trên sân khấu này. Cho dù ngày hôm nay chúng ta có những cái gì đó chưa như ý mà mình mong muốn, nhưng tiềm năng của các con có, chứ không phải không. Cho nên rằng là những gì mà tụi con thể hiện ngày hôm nay chắc chắn sẽ được ghi nhận trong mắt của tất cả mọi người. Và chú hy vọng rằng là chú không cấm tụi con buồn, nhưng từ những cái buồn đó chúng ta sẽ phải nhìn lại mình khiếm khuyết chỗ gì, mình sẽ sửa những chỗ đó để biết đâu đó trong tương lai tụi con sẽ chinh phục lại bài hát này một cách tuyệt đỉnh nhất. Xin được cảm ơn rất là nhiều những lời nhận xét chân thành từ các cặp đôi huấn luyện viên dành cho hai bạn nhỏ trên sân khấu. Phải nói một điều nữa là hai con ngày hôm nay quá là gan dạ và tụi con đã vượt qua hết tất cả những cái thử thách của cô Hoàng Minzy từ trong đội của mình rồi. Và chúc cho tụi con sẽ may mắn ở trong tương lai nhé. Một tràng hốt tay cho hai bạn Hoài Ngân và Hoài Thương. Cảm ơn tụi con. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là một bài hát rất là sôi động mà Minzy sẽ hát cho mọi người nghe. Nguồn lửa bùm bùm từ trong ta ha ha ha. Xin chào, một tràng vỗ tay thật lớn cho các bạn chiến binh đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minzy và Huỳnh Lập. Xin mời. Một ngọn lửa hồng gọi mê ta, một ngọn lửa hồng sáng rừng già, một ngọn lửa hồng vội hồi cháy mây. Ôi cao nguyên em thương ai bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ngọn lửa tìm về với cội nguồn, ngọn lửa bồ hồi cháy mây. Ôi cao nguyên như chiến sĩ cao nguyên. Bên anh lửa bờ phù cháy lên nỗi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói nhé mãi nhé. Lời nói lửa cháy dịu đắng ngày nào.
ngọn lửa hồng sáng rừng già, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên em thương ai, thương ai bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ha ha ha, ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Ngọn lửa mồ hôi cháy mãi. Ôi cao nguyên những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa mồ hôi. Mọi người đã đứng lên hết vì con. Tất cả khán phòng ở đây phải vỗ tay cho tụi con. Cho nên là tụi con phải tự tin về cái chuyện này mình đã làm được ngày hôm nay, đúng không ạ? Wow, chúc mừng tụi con. Bây giờ nè, sẽ phải bình tĩnh lại và đưa ra nhận xét của mình. Xin mời Diệu Nhi. Dạ, thật ra thì kinh điển luôn á. Cô Diệu Nhi thấy ba con giống như là thấy thoải mái, không có gì mà phải cố gắng để mà giao lưu với nhau, cũng không có gì phải cố gắng để mà mình khuấy động không khí lên. Tất cả nhìn nó tự nhiên, giống như là tụi con đang trình diễn thật sự mà ba đứa con hiểu ý nhau hết. Phải nể cô Hòa với lại chú Lập luôn á, phân chia cho tụi con ai cũng có một cái chỗ để mà tụi con khoe giọng ra hết trơn á, không có bạn nào bị lép với bạn nào á. Cái bài này ba bạn đều sáng trưng hết, mà mặt rất là dễ thương, rất là ra chất luôn, kinh điển á. Cảm ơn cô. Wow. Hay đấy, xin mời anh Trung. Sao ủa sao anh ngất luôn rồi ạ? À? Xỉu rồi. Mất máu. Quẩy mất máu. Ngọt thở luôn. Vô nước biển, Lớn tuổi rồi mà quẩy thêm cái tụi nít đó. Trời ơi, bây giờ diễn gì còn nói cái gì nữa bây giờ thôi. Ok, duyệt. Cảm ơn ạ. Chú với cô Phản Như cũng không có nói gì quá nhiều về tiết mục này, thật sự là như vậy. Bởi vì cô Như nói hết rồi, đây là một tiết mục như thế nào ấy, em rất là hay, tuyệt vời. Đơn giản vậy thôi, vậy mà được, đơn giản thôi. Rất là vui vì tụi con đã vào đội của cô Hòa và cô Hòa đã lựa chọn cho tụi con một cái bài hát mà có thể mang ra hết tất cả những cái nội lực, những cái ngọn lửa trong lòng của tụi con. Và tụi con đã làm được cái điều là khuấy động toàn bộ cái khán phòng này, kết nối tất cả mọi người lại với nhau ở trong cái khán phòng này. Và chú tin là những khán giả xem truyền hình này cũng sẽ cảm thấy rất là thương, rất là thích và được truyền năng lượng bởi tụi con. Cảm ơn tụi con nha. Với giọng của ba con thì thật ra là nó cũng không có cái sự chênh lệch nhiều về cái quãng giọng. Cho nên là sau khi mà lựa chọn các con xong thì phân câu các thứ nó rất là dễ. Bởi vì câu nào hầu như là các con đều hát làm được hết. Hát hay. Nên là cái nhóm này là một nhóm mà em khá là tự tin. Đây là một trong những tiết mục tốt nhất của team mà cô đã được xem. Cảm ơn cô ạ. Hay lắm con, hay. Chú Lập. Cô Hòa giúp tụi con giải tỏa trong cái giọng hát.
Còn chú thì hỗ trợ tụi con về cái việc giải tỏa cái năng lượng. Để có được năng lượng con mang đến cho mọi người là đầu tiên tụi con phải truyền năng lượng cho nhau. Tụi con phải truyền những ngọn lửa bên trong của tụi con thành một ngọn lửa rất lớn để mang đến cho khán giả. Và ngày hôm nay tụi con đã làm được điều đó là chú rất mừng, là bởi vì đôi khi chúng ta hát rất hay nhưng mà cái bí quyết để mang tất cả mọi người vào trong cái tinh thần của mình mong muốn đó chính là cái năng lượng của mình và cách giải tỏa năng lượng, và tụi con đã làm được rất là thành công. Chúc mừng tụi con. Hay lắm. Thật sự phải nói là cảm ơn tụi con đã mang tới một cái tinh thần rất là tuyệt vời và giống như cái tên của cái bài hát này là Ngọn Lửa Cao Nguyên. Một tràng hô tay nữa cho ba bạn. Cảm ơn tụi con. Bây giờ mình đi vô phải là như Tây Nguyên. Mình bùng bập bùng đi vô nè. Hai ba bùng bập bùng đi vô nè. Hai ba bùng bập bùng đi vô luôn. Tất cả chúng ta đã đến với rất là nhiều cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau, nhiều phong cách, nhiều thể loại âm nhạc hoàn toàn khác nhau được trình diễn trên sân khấu. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả đến từ cặp huấn luyện viên Hòa Minzy và Huỳnh Lập. Xin chào mừng các con quay trở lại sân khấu. Và bây giờ xin mời Hòa Minzy cùng với chú Huỳnh Lập sẽ chia sẻ đôi điều với các con ha. Quả thật đây là một cảm xúc rất là khó chịu. Nó không có dễ dàng tí nào. Nhưng mà chúng ta bắt buộc phải đối mặt. Để khi mà chúng ta đối mặt rồi chúng ta sẽ nhìn lại những gì mà chúng ta đã làm. Để chúng ta trưởng thành hơn. Cho nên rằng là chú mong tất cả các bé ở đây đi hay dừng, chúng ta vẫn luôn có một tinh thần là sẽ mãi mãi cháy hết mình với những gì mà các bé đam mê. Cho dù không phải là bây giờ nhưng có thể là tương lai. Con đường của các con còn rất dài. Dừng lại ở đây không phải là một cái sự kết thúc gì đó dữ dội đâu. Nó sẽ mở cho con nhiều con đường khác nữa để tụi con có thể trưởng thành hơn rất nhiều. Và bây giờ thì chú và cô sẽ mình vào luôn cái giai đoạn mệt tim ha con ha. Và đầu tiên thì chú sẽ chúc mừng cặp đôi an toàn được bước vào vòng trong. Xin chúc mừng Viết Học và Trâm Anh. Chúc mừng tụi con. Và bây giờ sẽ là cái khoảng khá là mệt cho hai chúng ta để mà cùng nhau đọc tên các bé sẽ dừng lại ha. Bây giờ cô Hòa đọc tên ai thì người đó bước lên và cô rất tiếc các bạn sẽ phải dừng chân tại chương trình ngày hôm nay. Bạn đầu tiên, Mai Phương. Mời Mai Phương bước lên một bước. Bạn thứ hai, Trần Quốc. Mời con. Bạn thứ ba, Hoài Thương. Bạn thứ tư, Anh Thư. Bạn thứ năm, chú rất xin lỗi. Thị Hương. Ô. Tất cả bạn còn lại, các bạn đi tiếp. Một tràng hô tay xin được chúc mừng các bạn còn lại. Và một tràng hô tay lớn hơn xin được cảm ơn các bạn ở phía trên đã nỗ lực hết mình trong cuộc đấu của Từ Đến Sông Ca Nhí mùa 3. Cho em xin được phép nói vài lời. Đầu tiên là cô rất là xin lỗi các con. Cô sẽ nói lý do vì sao mà các con không được lọt vào vòng trong. Ở đây trong tất cả 13 thí sinh của đội mình, không ai là người không cố gắng bằng các bạn cả. Nhưng mà ở trong đó còn có vài phút các bạn không để tâm đến những gì cô nói. Trong đó có vài phút các bạn lơ đãng với những cái thú vui ngoài cuộc sống mà không tập trung đến cuộc thi. Và trong đó đặc biệt nhất là ở khả năng cá nhân của mỗi bạn. Cô cần các bạn phải trau dồi và rèn luyện hơn rất là nhiều, bắt đầu từ bây giờ đến khi nào mà các con sẵn sàng tham gia một chương trình tiếp theo.
Ở mỗi bạn thì nếu mà các bạn song ca hoặc là hát tam ca với các bạn còn lại á, thì đôi khi còn che được cái điểm khuyết của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta không còn nhiều, giống như là bạn Trần Quốc và Mai Phương, hai con hát cùng với Minh Thư, ba bạn tam ca với nhau, thì mỗi bạn hát rất là ít trong bài. Bây giờ cô chỉ để cho bạn Mai Phương và Trần Quốc hát với nhau thì các con sẽ bị lộ ra rất là nhiều các khuyết điểm mà cô nhìn thấy cũng như là cô đã nói với hai con. Thì trong cái thời gian mà tập luyện ba con với nhau á, là chúng ta đã chỉnh sửa rất nhiều và hai con cũng đã thay đổi rất nhiều. Không biết là hai con có nhìn thấy được những cái điểm đấy không? Anh Thư, thì tất cả những gì mà cô đã nhắn nhủ thì cô mong là con hiểu và cô muốn con tập luyện nhiều hơn về tất cả từ thần thái sân khấu đến giọng hát của mình, rèn luyện nhiều hơn, chăm chỉ hơn và tập trung nhiều hơn cho những cái gì mà con lựa chọn. Người ta nói là yêu nghề hơn nữa. Hoài Thương, cô không chọn con không phải vì tiết mục vừa nãy trình diễn bọn con hát không hay hay không tốt như các cô chú nói, nhưng thực sự bọn con đã hát rất tốt trong ngày hôm nay. Nhưng để mà đi tiếp và ghép cặp với một bạn tiếp để lựa chọn thì Hoài Ngân sẽ lựa chọn tốt hơn. Cô rất mong là con hiểu những gì mà cô đang nói. Còn cuối cùng, tại sao cô lại lựa chọn loại Thị Hương? Đối với tất cả các bạn thí sinh khác á, thì không sao, nhưng mà riêng với Thị Hương thì ngoài dạy con hát, nhắc con phải tập trung với tiết mục của mình, thì cô còn có một cái trách nhiệm khác trong cuộc sống của Hương. Cô trò mình còn bảo là thi xong mình còn phải tìm trường để con đi học lại lớp 2 nữa. Con nhớ không? Cho nên từ bây giờ đến khi mà ra ngoài cuộc sống á, cô trò mình chắc chắn sẽ vẫn gắn kết với nhau. Và con sẽ phải quay lại khi mà con sẵn sàng, khi mà con hay hơn nữa. Và khi con trở lại thì con phải thật sự xuất sắc. Các con dừng lại á, là để cho mình có nhiều thời gian hơn để làm bản thân tốt hơn. Tất cả trong một tuần vừa qua, bắt đầu từ khi mà chúng ta gặp nhau để luyện tập, cô đã dành hết tất cả những gì mà cô có thể cho các con. Thật sự là cô rất là thương các con mà. Cô thật sự là cô không muốn loại bất cứ ai, nhưng mà chương trình thì có luật và cô chú thì phải thực hiện theo luật của mình. Cô nói dài như vậy không biết là các con lắng nghe được bao nhiêu, nhưng mà đây là thôi, cô rất là xin lỗi mọi người và hy vọng là các bậc phụ huynh các cũng em nó khóc hiểu cho bọn em, và mong rằng tất cả các anh chị quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho các con trên con đường sắp tới. Cảm ơn mọi người. Đó là điều chắc chắn rồi ạ. Và tất cả chúng tôi sẽ dõi theo hành trình thành công của chính tất cả các chiến binh đến từ cặp huấn luyện viên Hòa Minzy cùng như Huỳnh Lập. Một tràng hỗ tay thật lớn cho họ được không ạ? À?